giờ tối rất là khoái hát. Trời ơi trời. Rửa tay đi. Liêu liêu. Rồi hát hát sau đây đi sân sâu đi. Hát nữa đi. Đứng lên, đứng lên, lên sân khấu hát, lên sân khấu. Cái này là cái bộ dạng này là mốt khoái hát nè. Bước bế là ai mua nó mà nghe. Cái này ai mua? Chơi cái này ai mua? Ai mua? Ai mua? Đây mày để nó hát hết bạn ơi. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Đứng ngồi hát nào mà nghe, hát mọi người nghe đây. Head, shoulder, knees and toes. Nose, head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Hay quá. Ôi sự cố sân khấu à. Sập sân khấu, sập sân khấu. Rồi hát ABC. ABC. Rồi hẹn bao đề chú Du. Hiện tại bây giờ là 11 giờ đêm đó cô chú. Khán giả quá trời khán giả luôn. Rồi hát bài ABC đi FG. Q R T U W Rồi cái bài gì nè, bài B. Baby head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Rồi, ơi, ca sĩ này là ca sĩ này ca sĩ chụp ếch. Cái con nó ai mua? Cái con nó ai mua? Rồi, rồi, the wheel on the bus. The mommy on the bus go. Ai mua này nó ngoại nghe đúng ngoại khen. Happy birthday to you. Hát đi, hát đàng hoàng, hát đàng hoàng. Trời ơi. Đúng rồi. Mình rửa tay hát nhanh đi nha. Hey, bây giờ hát được rồi, giờ mẹ sẽ chỉ cho hát bài nhạc Việt Nam nè. Hey.
Biết gì bữa giờ chỉ nát bài về cháu lên ba hả bạn? Với bà ơi bà rồi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Rồi. Mất cái giường rồi chị ơi. Tóc bà trắng. Mình hát dài lần rồi. Ừ. Nhỏ lại sáng hay lắm. Ngủ 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 ngủ. À ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Chơi ngủ rồi, ngủ rồi thôi giữ giữ im lặng nha. Hát có mấy bài mà đi ngủ rồi ta. Rồi, hát bài bị sát. Xong cái gì? Xong. Sao cô ngủ rồi. À, trời ơi. Có ai làm như nó không? Chơi ngủ rồi nha. Diễn, ta nói diễn. Ngủ. Bây giờ gọi cho ba coi, gọi Daddy coi. Alo, alo, Daddy đi. Mà nó mình nói chuyện nha, nó đâu có biết nói gì, nó sắp cái điện thoại nó đưa cho ba coi chiếc xe đưa coi giáp đưa coi. Alo ba nó còn kìa cười, cái nó bên đây nó cười, cười qua cười lại rồi. Alo ba đi con, alo Daddy đi. Alo Daddy đi, bữa nay hát quá trời hát luôn, nay dữ rồi. Thì chuẩn bị dạy cho chơi hát mấy bài tiếng Việt Nam mà được. Có cô đuốc kêu chị Ngọc muốn mỗi lần lên clip mình dạy hát cho chạy nghe mấy cái bài mà từ trước giờ hát á. Bài gì từ trước giờ hát? Lên clip cái là hát bà bị sát rồi hay gì. Thôi khỏi, nó tự hát luôn rồi đó, khỏi dạy. Chứ sau này chất giọng cũng hy vọng là hát cũng được. Mấy cô chú thích chạy lên ngồi hát. Trời ơi, mong mốt là hai mẹ con mà mẹ ngồi mẹ con hát là trả ra mà chay rồi. Chay là lai mà hát tiếng Việt là cô chú thích lắm á. Tao thích hát, con này thích hát nè. 26 tháng. Nhưng mà có vậy là thấy thích hát rồi đó. Anh hai làm gì? Nay bên sành làm gì? Hai bên sành giờ mày sẽ tập cho chay hát bài Lại Nhớ Người Yêu hay hơn anh hai luôn. Vì sao anh nhớ em thế này? Hát rõ hơn anh hai luôn chay hả? Thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Hát đi. Buổi chiều còn gặp nhau đây. Hát đi. Mà đêm đã nhớ như vậy. Hát đi. Hát đi. Coi phim, coi phim. Thôi ngủ rồi, nó nhắm mắt nó ngủ rồi. Có nhắm mắt ngủ không? Vì sao anh nhớ em thế này? Hát đi. Mê bé rồi. Hả? Nhớ thế này. Thôi ngủ rồi, ngủ rồi. Chị thấy con đi ngủ rồi. Ngủ rồi. No, 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 thôi ngủ rồi. Ngủ rồi. Học chay chay. Chị ơi, con nói nhiều quá. Chay nhiều chuyện. Nhiều chuyện quá. Chơi nhiều chuyện quá. Quá. Nhiều chuyện búa. Nhiều chuyện búa. Cái con búp bê ai mua nó mày mà ngoại nghe nè. Ủa con búp bê này ai mua ta? Con này ai mua quên rồi. Ai con này ai tặng quên rồi. Ai tặng? Bà nào, bà nào. Bà nào? Bà nào nói ngoại nghe. Chơi ngủ mày luôn đi em xuống nha. Thôi. Thôi mệt quá. Mở máy quay mà trốn hoài ai coi. Kem kem nè cô chú ơi. Cái này của mẹ, nô mai. Nô mai. Nô, cái này của mẹ. Là nó khoái cây đó đó. Đừng có chùi vô người con, chùi lên giấy nè con. Ừ, nha, vô mặt đẹp nha. Trời ơi. Ngon chay. Ngồi tự cầm dưới kem đúng rồi. Đó, cái tay đâu, cái muỗng đâu không múc. Chay.
lấy ta lấy cái muỗng đâu múc vô. Qua đâu, qua trái đâu, thùng nào đâu, thùng nào đâu, nó mà dòm chụp không chụp được cái phần. Happy New Year lên xin nói chụp hình nè. Happy New Year lên xin. Chạy đi.